Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong ngày hôm nay em có về một chiếc Touring FCG 3300 hiệu Giant, và cái chiếc này thì lại là của cái đời mà có cái cấu hình cực khủng rất là tốt. Tuy nó là phanh V nhưng nó lại là cấu hình DOG 9 lít và 3 đĩa, thì đùi bộ chuyển động tất cả các thứ là Shimano hết, thì cấu hình nó ok như nào và tốt như nào thì em sẽ đánh giá chi tiết ngay bây giờ. Như các bác đang nhìn thấy đây là chiếc xe Touring FCG Giant 3 FCG 3300 của hiệu của Giant. Như các bác đã đánh giá như em đang nói từ đầu video á, thì là chiếc xe được trang bị một cái bộ đùi đĩa 3 tầng của hiệu Shimano, và đây là loại rất là tốt. Gạt đĩa là của Shimano Deore. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy bên này. Hơi khó nhìn, lát em quay sang bên kia. Bộ đè là Shimano Sora. Như các bạn biết thì Sora này là một cái bộ đè chuyển động, một bộ chuyển động của dòng xe đua. Dòng xe đua nó cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn 2300, cao cấp hơn Tia Classic, rồi cao cấp hơn cao hơn Classic, rồi mới đến Sora. Thì Sora là cao cấp từ tướng thứ tư từ dưới lên của bộ chuyển động Shimano. Đây là một bộ đè của dòng xe đua, và cũng như vậy lip của chiếc Touring này cũng là lip của dòng xe đua, cho nên là dành cho các bác thích tốc độ, thích đạp nhanh thì cái lip này đáp ứng rất là tốt. Lip 9 tầng, 2, 4, 6, 8, 9. Đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa DOG. Chiếc xe thì dùng phanh là phanh V, phanh V cơ bản của dòng Touring Meyer hiệu Giant. Về phần yên của chiếc xe thì cũng khá là đẹp, không rách. Nước sơn đẹp, nước sơn màu xanh đen, không có vết xước lớn, rất là đẹp. Công nghệ khung alu X, khung nhôm siêu nhẹ của Giant FCG. Size của chiếc xe là size S, phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m58 cho đến 1m68. Chiều cao trung bình. Vành của chúng ta cũng là vành của hãng Giant luôn. Meyer của hãng Giant. Trên tay cầm chúng ta thì có bộ chuyển số DOG, Shimano DOG. Shimano DOG là một cái tay bộ chuyển số 3x9 tốc độ rất là tốt của hãng Shimano. Đùi đĩa của bên này các bác cũng nhìn thấy là của Shimano luôn. Và cái loại mà đùi đĩa nó gồ lên này, nó to nên là loại đùi đĩa rất là tốt. Nước sơn bên này cũng khá là đẹp. Đây, gạt đĩa là của Shimano DOG cũng như trên tay cũng bấm. Dòng này thì nó trang bị cái cấu hình lai giữa xe Touring và xe Road, cho nên là đĩa Shimano 3 tầng và lip 9 tầng, cùi đè Sora là của dòng xe đua. Đây là tổng thể bên này của chiếc xe. Tất cả các phốt tăng, ghi đông, cồn bát, tất cả nguyên bản hết của hãng Yên. Đây là website của hãng Giant-Basco.com.
một thương hiệu rất là nổi tiếng. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả cái phần tiêu đề của video này, và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943, và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng, và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em, là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.